Xin chào anh em, sáng nay cho anh em mẫu quản lý nguồn ngon bổ rẻ chất lượng cho anh em, bảo vệ an toàn bộ giảm âm thanh nhá. Ngày hôm nay sẽ là NTC E10, đây là một trong những sản phẩm quản lý nguồn cao cấp chính hãng của nhà hàng này. Nên anh em mình chơi sẽ không phải lo về hàng đồ trôi có bản quyền rồi là vấn đề bảo hành, nên anh em mình yên tâm khi ra lựa chọn những mẫu sản phẩm của nhà hàng. Và ngày hôm nay sẽ là một trong phiên bản quản lý nguồn vô cùng chất lượng và giá chỉ có 1,1 triệu là bác nhận về một quản lý nguồn hàng chính hãng và có lập nguồn an toàn nha bác. Đây là bác, anh em sẽ được nhìn thấy về phần nội thất bên trong ở cuối video, em sẽ cùng anh em chỉ chi tiết hơn. Còn về phần tính năng, công dụng và chất lượng như thế nào thì ngay bây giờ cùng anh em tìm hiểu về dòng quản lý nguồn NTC E10 nhé. Cái thiết kế giao diện hình thức ở đây các bác cũng nhìn thấy là phiên bản là phay nhôm màu đen sẽ phối đồ, có một chiếc mặt bình làm ngay chính diện ở đây đấy, và rất nhiều cắm được trang bị trên chiếc quản lý nguồn của NTC này. Sẽ có 8 ổ phía sau cộng 1 ổ phía trước, tổng cộng là 9 ổ nhá. Thêm công tắc giờ cho anh em, áp chụp cháy C63 đấy, và nút edit để anh em mình bật tắt các cái chế độ của từng thiết bị ở trên quản lý nguồn. Và khi mà chúng ta mua quản lý nguồn về thì công dụng đầu tiên là quan trọng nhất của quản lý nguồn sẽ là bảo vệ luôn. Đây là áp chụp cháy C63, khi phát hiện ra lỗi cháy chập của nó quá tải sẽ đánh thì ngay tức áp sẽ tự động ngắt cầu dao, tức là sẽ tự động nhảy cầu dao ngay, không cho nguồn áp cấp vào nữa, không để nguồn áp nó chạy sang vị khác làm cháy làm chập làm ảnh hưởng tới bộ dàn máy thiết bị của anh em. Như vậy là sử dụng rất là an toàn, và đó chính là cái công dụng đầu tiên cũng như là công dụng quan trọng nhất của quản lý nguồn, bảo vệ an toàn, không để các bị cháy chập lồng đấy và ảnh hưởng đến các thiết bị khác, nên anh em mình chơi rất là yên tâm đấy. Và công dụng thứ hai đến từ quản lý nguồn đấy, không chỉ để bảo vệ phòng không các bác, khi chúng ta mua quản lý nguồn về thì đồng thời các bác sẽ cắm các thiết bị trên quản lý nguồn rồi, như vậy là chúng ta sẽ có 8 ổ phía sau là cắm, và hãy cắm theo quy trình nhé, cắm theo quy trình các cái đường cộng tín hiệu đầu vào, tức là các cái đường cổng cấp nhạc vào ấy, anh em cắm trước, ví dụ anh em TV và cắm TV ở đây, hoặc cũng có thể là cắm TV sang một cái ổ khác để anh em mình muốn bật muốn tắt không theo hệ thống dàn máy đấy, hoặc anh em có thể cắm cho em từ mic này, vang lưng tiếng học gì 4 thiết bị này, cuối cùng là âm ly công suất cũng đại, còn cắm nhầm 68. Như vậy những cái đường cộng tín hiệu đầu vào các cắm trước cho em, những cái đường cộng cuối cùng là những cái đường cộng công suất thì các cắm cuối cùng, để khi mà chúng ta bật tắt dàn máy không có hiện tượng kêu loa nữa. Rất nhiều bác bật tắt có hiện tượng bị kêu lục cục ở loa bởi vì chúng ta đã bật tắt sai quy trình. Vậy là để khắc phục cái hiện tượng này xảy ra thì chúng ta chỉ cần bật tắt theo đúng trình tự thôi, chúng ta chỉ cần cắm các thiết bị theo đúng trình tự và cứ thế mà thao tác trên nút start cho em. Cách đầu tiên là anh em có thể bật toàn bộ hệ thống dàn máy này, nhấn vào nút start này, máy sẽ tự động tắt hoặc tự động bật nha các bác. Bật sẽ từ bật từ 1 đến 8 và tắt sẽ tắt từ 8 đến 11 đấy, theo quy trình đúng. Các bác hãy nhớ cắm cho em các thiết bị đầu vào trước, mic vang lên tiếng lọc xì 1 2 3 4, và cuối cùng là âm ly công suất đại và cắm nhập 68. Khi mà chúng ta đã cắm đúng như vậy rồi, cứ thế là thao tác chính start thôi, và đương nhiên nó sẽ không có hiện tượng kêu lổ lục cục ở loa. Và ngoài ra thì cái cách này nó cũng sẽ hỗ trợ trong việc chúng ta bật tắt các thiết bị mà có công tắc nguồn mặt sau. Đơn giản các bác có gặp và phải những thiết bị nào có công tắc nguồn mặt sau không ạ? Có rất nhiều đúng không ạ, thậm chí có những mẫu sản phẩm vang số sử dụng công tắc nguồn phía sau. Nên là anh em mình muốn bật, ví dụ như chúng ta để tủ đồ nữa thì thôi, rất nhiều bác gặp phải cái tình trạng là bật tắt rất là bất cập, nhiều khi là nó nguy hiểm luôn, bởi vì chúng ta bật tắt lúc nào phải luồn tay ra phía sau, chúng ta không biết là cái ổ nó có vấn đề gì không. Khi chúng ta bật tắt như thế thì nó sẽ phải lâu về dài ảnh hưởng đến bộ dàn máy quá, cái cách thức bật tắt nó cũng không được chuyên nghiệp và nó rất là bất cập. Thế nhưng khi chúng ta đã có quản lý nguồn về thì không cần quan tâm với thiết bị đó công tắc nguồn phía sau phía trước nữa, bởi vì chúng ta đã cắm các thiết bị trên quản lý nguồn thì đồng thời nó sẽ biến thành các cái nút bấm ở trên này để anh em có thể bật tắt. Đấy, cái công tắc nguồn nó sẽ thay thế bằng các nút bấm ở trên quản lý nguồn, và tắt rất đơn giản. Cách thức thứ hai bật tắt từng cổng từng thiết bị cho các bác đó là nút menu edit ở đây, chúng ta xoay. Khi ra xoay các bác nhìn của em, phím số 1 đang nháy đỏ này, các bác nhìn này, nó nhấn vào. Khi ra muốn bật muốn tắt chúng ta chỉ cần nhấn vào đây thôi để mất cái khung viền này đi. Đấy, khi mà mất khung viền đi tức là đã ngưng trạng thái cấp điện, còn khi mà có khung viền trở lại tức là đã có trạng thái hoạt động. Đây là cách để anh em có thể bật tắt theo chế độ từng cổng từng thiết bị, và đó là hai cách để anh em bật tắt một dàn máy, bật tắt tự động và bật tắt từng cổng. Và ngoài ra thì phần nội thất bên trong cũng là một cái điều rất là đáng để lưu tâm nha các bác. Đây là phần nội thất mà em cũng đã nhắc anh em đầu video là một trong phiên bản quản lý nguồn có lọc nguồn. Với những phiên bản hàng xịn như thế này chúng ta sẽ có lọc nguồn dơ le đi kèm luôn, vậy nên nó sẽ lọc tín hiệu, lọc nhiễu, lọc sóng, lọc nguồn điện rất tốt cho các anh em chơi, bảo vệ an toàn cái bộ dàn máy thiết bị của anh em ở trong những phiên bản quản lý nguồn quá là chất lượng đấy. Và hàng sản phẩm chính hãng có bảo hành 12 tháng các anh em. Những em nào có nhu cầu đang cần mua quản lý nguồn thì hoàn toàn có thể tham khảo ngay phiên bản quản lý nguồn rất là đẹp, thiết kế rất đẹp, rất là an toàn đến từ NTC, và đây là phiên bản NTC E10 giá 1,1 triệu các bác nhá. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình, và một lần nữa thì em xin kính chúc anh em bảo vệ an toàn và ưng ý bộ dàn máy thiết bị bảo vệ nguồn NTC E10 của nhà hàng này nhá. Xin chào các bác.